cá ốc nóc bà con, cá ốc nóc mà cá này răng giỏi giết chết người, ăn vô dễ chết người, cá ốc nóc này nha bà con. Nhưng mà cá ốc nóc nó còn có một tên gọi nữa là cá ốc nóc hay là cá nóc, là cũng một ảnh thôi. Cá này thì nó rất là nguy hiểm, cho nên nó rất độc ở nội tạng của cá và buồng trứng. Người bị tê, ngứa, chảy nước dãi, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, mất phản xạ, hạ huyết áp, tiêu chảy là ăn dễ bị ngộ độc và chết người. Cho nên bà con ta vui lòng nhìn kỹ, xem kỹ nha. Mặc dù nó cũng tốt cho một ít ít sức khỏe đó, nhưng mà không ổn đâu bà con. Cá nóc hay là cá ốc nóc ăn dễ chết người, rất độc, nhất là nội tạng, buồng trứng. Người bị bệnh tê, ngứa, chảy nước dãi, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, mất phản xạ, hạ huyết áp, tiêu chảy, ăn dễ bị ngộ độc, gây có thể là chết người. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Bà con ta chú ý. Nhưng mà ngoài ra anh cũng có một chút về vấn đề, nhưng mà phải là những người nấu ăn rành và am hiểu về ẩm thực mà có được cấp bằng thì nó mới được làm. Nó chữa được bệnh động kinh, nó chữa được hạ huyết áp, viêm phế quản, nó chữa được hen, chữa được suyễn. Mặc dù cá ốc nóc nó tốt một chút xíu vậy, nhưng mà ta đừng ăn chắc ăn hơn. Người làm có biết đâu làm thế nào mà nó siêu xuất thì dễ gây ra thương vong, tử vong bà con nha. Ta không nên ăn cá nóc. Khi ăn, ăn quá nhiều rủi ro, chết người. Như bà con, cho bà con ra chú ý, nó rất độc ở nội tạng, buồng trứng. Người bị bệnh tê, ngứa, chảy nước dãi, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, mất phản xạ, hạ huyết áp, tiêu chảy, ăn dễ bị ngộ độc, chết người. Ăn dễ bị ngộ độc, chết người. Bà con ta vui lòng ăn thứ khác, ăn thứ khác. Còn nhiều thứ cá, còn nhiều thứ thịt, còn nhiều thứ rau, đủ thứ ăn được, ăn được, ăn được. Chứ cá nóc này, cá ốc nóc này nguy hại quá. Bà con ơi, bà con chú ý, bà con ơi, bà con ơi.